Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 96 Hôm nay Tần Phủ đã thay đổi hoàn toàn cách trang trí. Thế nhưng lúc Tần Hoan quay lại Phủ thì không cảm nhận được sự náo nhiệt vui mừng như trong tưởng tượng. Đương nhiên nàng cũng chẳng thèm quan tâm mấy thứ này. Nàng đi thẳng đến Lâm Phong Viện xem mạch cho Diêu Tâm Lan, hiếm có lần nào mà tâm trạng của Diêu Tâm Lan lại chuyển biến tốt lên thế này. Đêm qua muội muội đến hội đèn tiết thu tịch rồi hả? Diêu Tâm Lan kê gối vào lưng rồi ngồi dậy, dù có thay quần áo mới rồi thế nhưng cả người nàng vẫn mang dáng vẻ người bệnh. Nhìn vào khuôn mặt điềm đạm đáng yêu đó thì Tần Hoan cũng tự giác hạ thấp giọng xuống để nói chuyện với nàng. Phải, muội đã đi rồi, đúng là cực kỳ náo nhiệt. Tần Hoan nói dối cho qua chuyện, Đúng là con náo nhiệt thật thế nhưng nàng cũng kinh hồn táng đảm một phen suýt nữa thì mất cả mạng. Tiếc thật, ta chẳng được cái phúc này, nghe nói tiết thu tịch trong thành cẩm châu là náo nhiệt bậc nhất, vui hơn kiến châu phủ rất nhiều. Cũng không biết sau này ta còn có phúc khí đi xem nữa không? Đại tẩu lại nói linh tinh gì thế, đương nhiên là có thể đi rồi, đại tẩu sinh hài tử xong thì sang năm chúng ta cùng đi. Diều tâm lan cong môi cười. Hy vọng là như vậy, Sáng nay hài tử còn đá ta nữa, đây là biểu hiện nó rất khỏe đúng không? Nhìn thấy Tần Hoan gật đầu, Diêu Tâm Lan mới thỏa mãn xoa xoa bụng mình. Chỉ cần hài tử khỏe mạnh thì ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi, mọi chuyện trên đời này đều có nhân có quả. Ta cho người đi quyên góp 50 thạch gạo cứu tế, tất cả đều để tích phước cho hài nhi này. Cửu muội muội, hài nhi của ta nhất định có thể bình an sinh ra chứ. Đương nhiên rồi, Tần Hoan nhìn kỹ nét mặt của Diêu Tâm Lan, vừa nhìn đã thấy ánh mắt nàng không hề có vẻ mê man khờ khảo, giống hôm hôm đó Diêu Tâm Lan hỏi đi hỏi lại chỉ là ảo giác của Tần Hoan mà thôi. Thân thể đại tàu đã khỏe lên rất nhiều rồi, nhất định có thể thuận lợi sinh hài tử ra. Hai ngày tiếp theo đại tàu phải đứng dậy đi lại nhiều một chút, thời tiết đã lạnh rồi, nếu còn nằm lâu sẽ dễ bị khí lạnh xông vào người. Đại tàu nên vận động vừa phải để lưu thông khí huyết. Diều Tâm Lan gật đầu. Cửu muội muội nói gì ta nhất định sẽ nghe, cửu muội muội yên tâm đi. Tần Hoan gật đầu. Đơn thuốc tạm thời không cần phải đổi, thuốc viên thì nếu không đủ thì ta lại làm thêm một ít cho đại tẩu là được. Diều Tâm Lan cảm kích không thôi, lập tức bảo Mặc Thư cầm hai cây châm ngọc đưa ra. Đây coi như một chút tâm ý của đại tẩu, tặng muội muội nhân dịp lễ hội, xin muội muội đừng ghét bỏ, nhất định phải cầm lấy. Tần Hoan vốn định từ chối thế nhưng hốc mắt Diêu Tâm Lan đã đỏ ửng lên. Chẳng lẽ cửu muội muội thật sự ghét bỏ? Tần Hoan thấy thế thì nào dám nói thêm điều gì nữa, lập tức gật đầu rồi nhận lấy châm ngọc, nàng nói thêm mấy câu nữa xong mới ra khỏi Lâm Phong viện quay về Đinh Lan Uyên. Nàng vừa đi được mấy bước thì Phục Linh đã nói thầm. "Tiểu thư, trong phủ hơi loạn rồi." "Hả? Hơi loạn?" Phục Linh gật đầu. "Phải, Lễ thu hịch năm nay tần phủ cũng bao thuyền như mọi khi, vốn là cả nhà cùng đi du hồ ngắm đèn thế nhưng hôm qua lão gia với phu nhân đều không ra khỏi nhà. Không chỉ có như vậy, đêm qua phu nhân còn mời sư phụ chùa linh ẩn ở ngoài thành vào đây làm pháp sự, nói là trong phủ có hồ ly tinh mê hoặc loài người hại lão gia bị bệnh nặng. Ban nãy khi tần hoan nói chuyện với diêu tâm lan thì phục linh ở bên ngoài cũng tán gỗ cùng với đám tiểu nha đầu của lâm phong viên. Hiện giờ địa vị của Tần Hoan không giống trước kia cho nên đám tiểu nha đầu cũng không dám bất kính với Phục Linh, thậm chí còn muốn lôi kéo làm quen với nàng. Lão gia bị bệnh, đã mời đại phu về phủ chưa? Phục Linh lắc đầu. Chưa hề, chỉ là hiện tại viện của lão gia đã bị phong tỏa, có cả người đứng canh phòng nghiêm ngặt không ai được bước vào. Đêm qua mới cho tiền đại phu vào khám bệnh một chuyến rồi sau đó làm lễ cúng bái luôn. Có lẽ là lão phu nhân và phu nhân cảm thấy lão gia bị bệnh là do bị hồ ly tinh quấy phá. Tần Hoan chỉ nghe rồi để vào trong lòng chứ không nhiều lời. Tần An ham mê nữ sắc, thân thể sớm đã tổn hại. Hiện giờ mặc kệ ông ta bị bệnh gì thì cũng đều do ông ta làm bậy mà thành. Nếu như thật sự sinh bệnh vì mấy chuyện tiểu sắc thì quá mất mặt mới không muốn để cho đám tiểu bối biết. Cũng đúng lúc nàng không hề muốn cuốn vào vũng nước đục trong tần phủ, chỉ một mình diêu tâm lan đã quá đủ rồi. Còn nữa, nhị thiếu gia cũng bị bệnh. Đột nhiên Phục Linh lại nói ra. Tần Hoàn khẽ dùng mình. Bên đó lại xảy ra chuyện gì nữa? Phục Linh hơi thổn thức. Đám nhà hoàn trong phủ trước đây đều cực kỳ hâm mộ mấy người được ở bên cạnh nhị thiếu gia. Cho dù bản tính nhị thiếu gia phong lưu thế nhưng đối xử với hạ nhân cực kỳ tốt, hắn không để cho các nàng thiếu thốn gì cả, thậm chí các nàng còn giống như một nửa chủ tử vậy. Thế nhưng hôm qua đột nhiên nhị thiếu gia lại đưa hai người trong số đó ra ngoài rồi. Tần Hoan nhớn mày, chẳng lẽ suy đoán của nàng đã trở thành sự thật? Việc này cũng khiến cho đám nha hoàn trong phủ như được hả giận. Bọn họ nói là hai người kia hầu hạ không chu đáo cho nên nhị thiếu gia mới sinh bệnh. Hôm qua viện của nhị thiếu gia cũng bị đóng cửa rồi, có vẻ như bệnh rất nặng. Lòng Tần Hoan khẽ động, nghĩ đến những gì ngày đó mình chứng kiến thì càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Vẫn chưa mời đại phu à? Không mời. Phục Linh lắc đầu. Lão gia bị bệnh, phu nhân và lão phu nhân đều quan tâm đến lão gia. Từ trước đến nay lão phu nhân cũng chưa hề yêu thích gì nhị thiếu gia. Còn phu nhân cũng không phải là mẫu thân ruột thịt cho nên khi nhị thiếu gia tự khóa cửa viện của mình thì người ngoài sẽ chẳng có ai chủ động đi hỏi han cả. Tần Hoan đương nhiên thấu hiểu nguyên do, sau khi quay về Đinh Lan Huyền thì căn dặn vãn đường khóa luôn cửa viện lại bốn nha hoàn đứng ở bên ngoài hành lễ tần hoan chỉ dẫn một mình phục linh vào trong phòng phục linh cởi áo choàng xuống cho tần hoan nàng vừa mới xoay người định tiến vào trong buồng nhưng chưa đi được mấy bước thì nàng bỗng dừng khựng lại phục linh vừa treo áo lên nhìn thấy thế liền hỏi tiểu thư làm sao thế có người từng vào đây phục linh nhướn mày cái gì cơ vừa nói phục linh vừa nhìn về phía ngoài cửa tần hoan khoát tay đừng lên tiếng nói xong nàng chậm rãi đi vào trong buồng vừa vào đến nơi nàng đã quét mắt nhìn khắp xung quanh rồi sau đó nhếch mép cười nàng xoay người rồi lại đi ra bên ngoài vừa đi tần hoan vừa thở ơ nhìn khắp xung quanh còn phục linh lại chạy thẳng đến chỗ cái hòm gỗ đàn đen để trên nóc tủ bên trong hòm có món trang sức lam bảo ngọc mà tần sâm mang đến còn có cả hai bộ trang sức bằng ngọc của giang thị cho chính là những thứ đáng giá nhất của tần hoan phục linh vừa mở hòm ra thì cũng thở phào nhẹ nhõm may quá không mất tần hoan không quan tâm đến hòm gỗ đó ngược lại nàng đi đến bên cạnh án thư nàng không có thư phòng riêng nên chỉ có thể bày bàn và dây bút mực bên cạnh cửa sổ tròn trong phòng bên cạnh có một giá sách nho nhỏ nàng cũng không phải tần sâm đối với người tần phủ mà nói thì bên trong khuê phòng của nữ nhân ra chỉ cần có mấy thứ này là đủ rồi Nàng nhìn giấy bút và đồ vật trên bàn rồi nheo mắt lại. "Tiểu thư, người đó đã đến chỗ này à?" Tần Hoan khẽ gật đầu. "Bọn họ nhất định không dám trộm đồ gì cả, trộm mất thì ta sẽ phát hiện ra ngay rồi sẽ đi điều tra. Đến lúc đó chỉ vì một người làm sai mà cả bốn người đều bị đuổi ra ngoài." "Vậy bọn họ vào đây để làm gì?" Phục Linh nghiêng nghiêng đầu quan sát xung quanh. "Sao tiểu thư lại phát hiện có người đi vào đây? Nô tỳ thấy hình như không có gì thay đổi cả." Tần Hoan tiến lên. Giấy ta đã viết xong thì đều để ở bên dưới cái chặn giấy. Thói quen của ta luôn để chặn giấy ở bên trên vuông góc sát với mép giấy. Hiện tại chặn giấy đúng là ở bên trên thế nhưng đặt ở bên trong chứ không phải sát mép giấy nữa. Nói xong Tần Hoan lại chỉ về hướng giá sách. Ta luôn luôn để sách ngay ngắn chỉnh tề. Bìa sách luôn luôn phải xếp thành một hàng thẳng. Không có quyển nào trồi ra ngoài cũng như không quyển nào thụt vào trong. Nhưng hiện tại em xem đi, có phát hiện chỗ nào không đúng không? Phục Linh đi qua nhìn, ban đầu không nhận ra khác nhau ở điểm nào. Nàng rụi rụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, bây giờ Phục Linh mới phát hiện ra. Bên trái, góc trên bên trái có ba quyển sách lõm vào trong. Tần Hoan gật đầu. Sách của người bình thường chỉ cần để ngay ngắn là được rồi, thế nhưng thói quen của ta cực kỳ nghiêm khắc, bắt buộc phải thẳng hàng mới được. Người đó có lẽ là chú ý đến cách sắp xếp của ta, sợ ba quyển này bị lồi ra dễ bị phát hiện nên mới ra sức ấn vào bên trong một chút. Có điều người đó đã coi nhẹ tiểu tiết rồi, dù chỉ lóm vào một chút xíu thôi ta cũng có thể nhìn ra được. Nói xong, Tần Hoan bước đến bên cạnh giường, nàng nhịn không được mà cười nhạo một tiếng. "Tiểu thư, làm sao thế? Chỗ này cũng bị động đến à?" Phục Linh hỏi xong lại nhìn qua, nàng thấy trên giường dù là áo ngủ hay là gối đầu thì đều để rất ngay ngắn chỉnh tề, căn bản không hề giống như có người đã thay đổi vị trí. "Thói quen của tiểu thư" gối đầu đều muốn xoay cảnh sen lên phía trên, hiện tại đúng là cảnh sen xoay lên phía trên mà. Tiểu thư cũng quen để áo ngủ ở cách gối đầu ba đốt ngón tay, hiện tại cũng chính là ba đốt ngón tay thật. Ngày trước Phục Linh không hề chú ý đến mấy thói quen nhỏ nhặt này của Tần Hoan, mà bản thân Tần Hoan cũng không hề nhắc đến. Chỉ là lúc nàng chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của Tần Hoan mà để ý đến thôi. Có vài lần nàng phát hiện sau khi mình dọn giường xong thì Tần Hoan lại tự tay chỉnh lại lần nữa. Thường xuyên như vậy nên nàng cũng đã biết được Tần Hoan thích cái gì, còn án thư và giá sách thì chính tay Tần Hoan thu dọn nên đương nhiên nàng không biết rồi. Tần Hoan không trả lời Phục Linh, chỉ nghiêng người giơ tay nhấc gối đầu lên. Gối vừa được nhấc lên thì Phục Linh cũng thấy được bên dưới nệm gấm có một nếp nhăn. A, à, rõ ràng nô tỳ đã vuốt rất phẳng rồi. Tần Hoan giơ tay lên vuốt vuốt lại nếp nhăn kia, ngay sau đó nệm gấm đã bằng phẳng trở lại. Tần Hoan đặt gối đầu xuống. Người này chắc chắn là rất am hiểu chuyện dọn dẹp giường ngủ, cũng là người cực kỳ cẩn thận. Nhưng do nàng đang làm việc vụng trộm nên mới căng thẳng bối rối, khó tránh khỏi để lộ sơ hở, mấy chỗ khuất không nhìn thấy này đã bị nàng bỏ sót. "Tiểu thư, người cảm thấy đó là ai? Nàng ta vào đây mà không trộm đi gì cả, chỉ vào buồng trong lật chân nệm rồi tìm tòi ở thư phòng. Rốt cuộc nàng ta muốn làm gì?" Tần Hoan xoay người trực tiếp đi vào trong buồng có lẽ là tò mò, ứng thú với đồ vật trong phòng ta, trên giường cũng có thể cất giấu bí mật, trong thư phòng lại có nghiên cứu và bút pháp của ta, hoặc là thơ từ ca phú. Có lẽ nàng ta muốn tìm tòi nghiên cứu về ta mà thôi. Phục Linh thở phào. Như thế thì tốt, cũng may nàng ta không có ác ý, coi như không cần điều tra cũng được, không thì nô tỳ sợ hãi chết mất. Tần Hoan đang bưng ly trà lên đột nhiên khựng tay lại. Phục Linh nghĩ sai rồi, Tìm tòi nghiên cứu về nàng mới chính là ác y lớn nhất. Trong tất cả tần phủ, hiện giờ người muốn tìm tòi nghiên cứu nàng nhất chính là tên hung thủ hại chết Cửu tiểu thư kia. Tần Hoan không muốn nói lời này ra, vì chính nàng cũng không xác định rốt cuộc là ai đã vào trong phòng mình, cho nên chỉ vờ như đang không có chuyện gì mà đóng cửa không ra ngoài. Tối nay nàng lấy đám cạn bẩn mà ban sáng lấy được từ nghĩa trang ra ngoài phơi khô lại bảo phục linh đi phát chốt ngân lượng khen thưởng bốn nha hoàn bên ngoài nàng tin chắc là lúc phục linh đi qua đó thì sẽ làm cho người kia căng thẳng nhưng khi biết rõ mục đích của phục linh đến thì lại thở phào nhẹ nhõm sau này vào một lúc nào đó người kia sẽ lại bước vào thư phòng của nàng tần hoan lạnh nhạt không dao động mà phục linh cũng đột nhiên thông minh lên tự mình có thể hiểu được dụng ý của tần hoan sau một đêm ngủ ngon giấc Sáng hôm sau Tần Hoan dùng bữa sáng xong thì lại như mọi ngày đi ra khỏi phủ. Quả nhiên Bạch Phong đã ở bên ngoài chờ sẵn, Tần Hoan lên xe ngựa đi thẳng đến An Dương hầu phủ. Hôm nay là ngày người của Yến chỉ đưa tin tức từ kinh thành đến, tuy Tần Hoan không phải là người tụ lý vụ án thế nhưng nàng lại tò mò rốt cuộc vụ án này đi về đâu. Nàng vừa đến cửa An Dương hầu phủ thì Lục tụ đã tự mình ra đón nàng đi thẳng vào trong viện của thái trưởng công chúa. Tần Hoan còn đang mải suy nghĩ xem hôm nay lúc nào mới nhận được tin tức. Không ngờ là vừa mới đến cửa viện thì đã nhìn thấy Hoác Hoài Tín dẫn theo tề lâm bước vội ra. Hoác Hoài Tín nhìn thấy Tần Hoan thì cũng ngừng chân lại. Tần Hoan nhún người hành lễ. Bái kiến chi phủ đại nhân. Hoác Hoài Tín khoát tay. Miễn lễ miễn lễ, cửu cô nương, vụ án này sắp phá được rồi. Tần Hoan nhớn mày. Đại nhân mời nói. Hoác Hoài Tín ưỡn ngực. Người của Tri Điện Hạ đưa tin đến rồi, Ngụy gia đại công tử không phải cưới ngựa ngã gãy chân, mà là bị người của Quốc Công phủ đánh gãy. Người cấu kết với Tống Nhu cũng chính là hắn, hơn nữa bên ngoài thì Ngụy gia nói đại công tử đang dưỡng thương trong nhà, thế nhưng người của Tri Điện Hạ đã thăm dò được, bên trong viện của Ngụy gia căn bản không có bóng dáng của đại công tử. Ngay cả người của Ngụy gia cũng đang âm thầm đi tìm đại công tử. Hoắc Hoài Tín hơi ngừng lại, rồi lại phấn khởi nói thêm cho nên hiện tại Hoắc Mỗ có lý do mà tin tưởng rằng Ngụy Gia Đại công tử đã trốn đến Cẩm Châu phủ. Người giết Tống Nhu chính là hắn. Chương 97, kẻ thần bí trộm dương một. Tần Hoan nghe thấy lời Hoắc Hoài Tín, cặp mắt nàng cũng mở to ngạc nhiên. Không có chuyện gì ngoài ý muốn, hoàn toàn khớp với suy đoán của nàng, cả về tình về lý thì đều nằm trong dự liệu của nàng. Không biết có phải trước giờ đi theo phụ thân phá nhiều án mạng hay không, Tần Hoan cảm nhận được chuyện hợp tình hợp lý này lại nằm trong dự liệu của nàng khiến cho kết quả cứ có điều gì đó không thỏa đáng lắm. Thế nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra thì Tần Hoan đã âm thầm lắc đầu với chính bản thân mình. Trên đời này các vụ án có trăm nghìn biên hóa, người phá án chỉ cần tuân theo chứng cứ mà tìm ra sự thật là đủ rồi, nếu như cứ suy đoán một phía thì đương nhiên sẽ mất đi sự công bằng. Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, cho nên hiện giờ chi phủ đại nhân muốn đi tìm ngụy gia đại công tử. Hoác hoài tín gật đầu. Đúng vậy, ban nãy ta đã bảo ngụy công tử vẽ lại khuôn mặt của huynh trưởng hắn, ta sẽ cho người dán ở khắp các cổng thành, nếu như trong thành Cẩm Châu không tìm được thì sẽ đến các châu huyện khác để tìm. Dù sao thì cũng là nha phủ tụ lý vụ án, tần hoan gật đầu. Vâng. Hơi ngừng lại một chút nàng lại nhớ đến cạn bẩn mà đêm qua nàng đang phơi khô. Hôm qua cặn bẩn mà lấy ra từ trong bụng nạn nhân lúc ở nghĩa trang, nhất thời tần hoan chưa xác định được rốt cuộc nó là cái gì. Để bao giờ biết thì sẽ nói ngay cho đại nhân. Hoắc Hoài Tín cười gật đầu. Lần này thật sự may mắn là có cửu cô nương ở đây. Nếu không có cửu cô nương hỗ trợ nhiều như vậy thì chỉ sợ bọn ta vẫn đang ù ù cà cà. Ngay từ lần đầu lẽ ra phải nghiệm thi chết để rồi mới không kéo dài đến tận bây giờ. Cửu cô nương yên tâm đợi đến khi vụ án này kết thúc thì bản phủ nhất định sẽ có đại lễ gửi tặng cô nương. Tần hoan nào có hành động vì lễ vật, nghe thấy thế đang muốn cự tuyệt thì hoắc hoài tín lại chắp tay nói. Bản phủ còn phải đi phá án nên đi trước đây, cử cô nương vào trong đi thôi, thái trưởng công chúa và hầu gia phu nhân đều đang ở bên trong rồi. Hoắc hoài tín đi rất gấp, tần hoan nhún người hành lễ rồi nhìn ông vội vàng chạy đi xem ra ông ấy không hề quan tâm nàng mang cái gì từ nghĩa trang về hiện tại người bị nghi ngờ nhiều nhất chính là ngụy gia đại công tử kia rồi tần hoan chậm rãi quay người lại nhìn lên bức tường cao bên trong đại viện an dương hầu phủ ngày đó kẻ kia khoác lên mình bộ giá y thứ hai của tống nhu đi lại tự nhiên trong hầu phủ chắc chắn phải là người rất quen thuộc với địa hình ở đây chẳng lẽ ngụy gia đại công tử thật sự đã âm thầm trà trộn vào trong rồi tiểu thư nếu như tri phủ đại nhân bắt được Ngụy gia đại công tử thì có phải vụ án này sẽ kết thúc không?" Phục Linh khẽ hỏi, Tần Hoan vừa đi vào trong vừa lắc đầu. "Cũng không hẳn, phải chờ đến khi Ngụy gia đại công tử tự mình thừa nhận mới được." Phục Linh nhíu mày, "Vậy nếu như Ngụy gia đại công tử cắn răng chết cũng không chịu nói thì sao?" Tần Hoan nheo mắt, "Vậy thì cũng chỉ còn cách dùng đến nhân chứng vật chứng nói chuyện, lúc đó hắn có cái cố bao biện thì cũng vô dụng." Phục Linh gật đầu, Tần Hoan đã đi vào đến tiểu viện của Thái trưởng công chúa, Lục Vân dẫn nàng đi xuyên qua phòng ngoài, trực tiếp đi vào bên trong. Vừa vào đến bên trong nàng đã nghe thấy tiếng than ngắn thở dài của Thái trưởng công chúa. Nhìn thấy Tần Hoan đến đây, bà vội vàng kéo lấy tay Tần Hoan. Hoan Nhi mau đến đây, đến ngồi xuống bên cạnh ta. Tần Hoan nhún người hành lễ, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh Thái trưởng công chúa. Giang thị ở bên cạnh nói, Hoan Nhi con mau xem mạch cho mẫu thân đi, vừa rồi tin tức của chị Điện Hạ đưa đến khiến mẫu thân không ổn lắm. Tần Hoan hiểu được, trước đây mặc dù đã biết chuyện Tống Nhu mang thai, thế nhưng hôm nay mới xác định lời của Ngụy Môn Chi nói là thật thì Thái trưởng công chúa liền bực bội hơn trước. Người cấu kết với Tống Nhu đích thực là ngoại tôn của Tống Quốc Công, cả nhà Tống Quốc Công này đúng là không coi An Dương Hầu Phủ ra gì. Trước tiên Tần Hoan bắt mạch cho Thái trưởng công chúa sau đó khẽ vuốt sống lưng bà. Phu nhân yên tâm, thân thể thái trưởng công chúa Điện Hạ đã chuyển biến tốt lên rất nhiều rồi, miệng vết thương cũng sắp lành, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng thêm 7, 8 ngày nữa là ổn rồi. Giang thị nghe Tần Hoan nói xong thì mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng hiện tại có rất nhiều người, Yến chỉ ngồi ở chỗ cao nhất bên trái, ba huynh muội nhạc ngưng cũng ở đây, nhạc quỳnh ngồi ở chủ vị bên phải cũng thở dài ảo não. Bọn ta đã rời kinh thành nhiều năm, đối với bọn họ mà nói thì An Dương hầu phủ đã xuống dốc rồi. Thái trưởng công chúa bắt lấy tay Tần Hoan, ý bảo nàng không cần vỗ lưng cho bà nữa, rồi cười cười nói: "Ta vẫn còn ở đây, bọn họ muốn người làm quan cả họ được nhờ, ta ngược lại muốn xem xem bọn họ muốn cho qua như thế nào." Nói xong, Thái trưởng công chúa lại nói tiếp: "Không cần phải làm nhiều việc vô nghĩa, viết một phong thư gửi đến kinh thành, mang để lên bàn của thánh thượng." cho hắn nhìn thấy tiền nhân hậu quả ra sao. Nếu hắn không cho ta câu trả lời thỏa đáng thì tự ta sẽ trở lại kinh thành để hỏi. Mẫu thân, người thật sự muốn báo lên thánh thượng sao? Nhạc Quỳnh hơi do dự, nhưng thái trưởng công chúa lại liên tục cười lạnh. Ta phải hỏi xem đây là ý của hắn hay của ai, bao nhiêu thế hệ An Dương Hầu Phủ đều là trung thần, hắn muốn dùng cách đó đánh vào mặt An Dương Hầu Phủ sao? Nhạc Quỳnh nghe thế liền biết Thái trưởng công chúa đã quyết tâm nên ông đành gật đầu. Nhi tử hiểu rõ. Thái trưởng công chúa thở dài. Nếu như Thánh Thượng hiểu lý lẽ, chuyện này hắn sẽ xử lý công bằng. Nói xong bà lại nhìn về phía Yến chỉ. Tiểu thất, lần này suýt nữa liên lụy đến con, lại còn dùng đến cả người của con, tấm nhân tình này cô nái nái lại nợ con rồi. Sau này nếu có chuyện gì cần đến cô nái nái thì con cứ việc nói là được. Yến Chỉ mấp máy môi, trong đôi mắt phượng hiện lên một chút ý cười rào hoạt. Cô nái nái nói thế thì Yến Chỉ đành ghi nhớ kỹ vậy. Thái trưởng công chúa cười rộ lên. Mặc dù lời này không nên nói ra, thế nhưng lần này rốt cuộc là một mối hôn sự không thành, mấy chuyện dơ bẩn của quốc công phủ cứ để cho Hoắc Chi phủ đi điều tra đi. Bọn ta cứ hành xử đúng lễ nghi là được, chờ sau khi điều tra rõ ràng rồi thì tống quốc công phủ không còn chút quan hệ nào với bọn ta nữa. Nhạc Quỳnh và Giang Thị cùng vâng lời nên Thái trưởng Công Chúa nói tiếp sang việc khác. Dù sao thì bệnh của Thái trưởng Công Chúa chỉ vừa mới khỏi, mới nói được vài câu đã cảm thấy mệt mỏi nên đám người tần hoan đành phải lui ra ngoài. Đột nhiên nhạc ngưng lại kéo tần hoan đến viện của bản thân. Lúc người đến đây có gặp được hoác chi phủ không? Đã gặp. Tần hoan gật gật đầu. Trong lòng chi phủ đại nhân đã có dữ liệu sẵn rồi. Nhạc ngưng gật đầu. Phải. Tin tức trì điện hạ đưa đến cực kỳ đúng lúc, nếu như có thể tìm thấy ngụy đại công tử thì mọi sự đã có thể rõ ràng hơn rồi. Vừa bước vào trong viện thì nha hoàn thiếp thân của nhạc ngưng là lục kỳ đã đi pha trà. Nhạc ngưng mời tần hoan ngồi xuống trên rừng nhỏ bên cạnh cửa sổ. Nhạc ngưng thoáng nhìn qua liền bắt gặp tần hoan đang khẽ trao mày, tựa như đang suy nghĩ lo âu chuyện gì. Đang nghĩ gì thế, án mạng này cũng đã sắp kết thúc rồi, sao mặt mày ngươi vẫn còn nhăn nhó thế? Tần Hoan lắc đầu. Lần trước lúc ta nghiệm thi có mang một vật về tần phủ, ta đã suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra đó thực chất là cái gì, cho nên hơi phiền não thôi. Lục kỳ bê trà lên, nhạc ngưng rót một ly đưa cho Tần Hoan. Người mang cái gì về? Tần Hoan tạm thời không trả lời, chỉ chờ Lục Kỳ lôi ra ngoài rồi mới lên tiếng. Là thứ ta mong ra được từ trong bụng của Tống Nhu. Tay nhạc ngưng dừng khựng lại, động tác đang định uống trà cũng như hóa đá theo, một lúc sau nàng mới cúi đầu khẽ nhấp một ngụm trà. Người cảm thấy được đó là cái gì? Vật đó có gì đáng ngờ sao? Hiện tại tin tức của trì điện hạ đã mang đến rồi, tình tiết vụ án cũng đã sáng tỏ, người không cần phải suy nghĩ đến những thứ này nữa. Tần Hoan cười cười rồi cũng uống trà. Đương nhiên sự án phải nương theo tình tiết, nhưng ta phải làm rõ ràng những chuyện ta phụ trách. Nếu như chỉ còn có một chút chuyện không rõ ràng thì chỉ sợ trong lòng ta vẫn luôn đọng lại khúc mắc. Ánh mắt Nhạc Ngưng xoay chuyển, "Ngươi giải thích cho ta thử xem ngươi còn khúc mắc ở đâu?" Nhạc Ngưng và Tần Hoan đã tiếp xúc với nhau nhiều ngày, Tần Hoan cực kỳ thích tính cách này của nàng, cộng thêm ngày bé Nhạc Ngưng lớn lên ở kinh thành, sau này về Cẩm Châu rồi mới không thích mấy tiểu thư ra vẻ mềm mại cao quý, nói ra thì cũng chẳng có bạn bè thân thiết gì giống hệt như Tần Hoan. Hiện tại Nhạc Ngưng có được người bạn là Tần Hoan này nên đương nhiên đối xử rất nhiệt tình và chân thành. Thấy Tần Hoan còn khúc mắc, trong suy nghĩ tự nhiên lại muốn chia sẻ gỡ rối cùng nàng. Tần Hoan nhìn đôi mắt chân thành của Nhạc Ngưng thì thấy trong lòng mình ấm áp hẳn lên, nàng đặt ly trà xuống rồi nói: "Thật ra cũng chẳng có gì cao siêu, khi người ăn thức ăn xuống ruột thì hơn một nửa sẽ bị tiêu hóa hết. Nhưng Tống Nhu đã chết được 9 ngày mà trong dạ dày của nàng vẫn còn lưu lại mấy cặn bã gì đó, ta đoán là nàng ta đã nuốt xuống những thứ không phải là đồ ăn." nếu như đã không phải là đồ ăn thì nó lại là cái gì ánh mắt nhạc ngưng chợt lóe chẳng lẽ là độc tần hoan cười rộ lên đương nhiên không phải thuốc độc điểm này ta vẫn phân biệt được rõ ràng đột nhiên nhạc ngưng ngồi bật dậy tay gõ gõ xuống mép bàn sau đó nàng hất hàm thứ đó để ở đâu hiện tại vẫn đang để trong phòng ta ta còn chưa kịp nghiên cứu cẩn thận nhạc ngưng đứng lên đi chúng ta quay lại tần phủ nhìn xem Ngươi nói xong làm ta cũng thấy tò mò muốn biết rốt cuộc thứ đó là cái gì. Tần Hoan hơi ngạc nhiên. Quận chúa thực sự muốn đi ư? Quận chúa, không chê à? Vật đó không những lấy từ trong người ra mà lại còn là từ trong bụng của xác chết. Nói ra thì cũng là thứ xui xẻo không sạch sẽ. Thế nhưng nhạc ngưng lại giờ khóc giờ cười. Có cái gì mà phải chê? Người còn có thể moi từ trong bụng người ta đem về nhà thì ta còn sợ cái gì nữa? trong lòng tần hoan cũng khẽ thư thái, nàng gật gật đầu. Được, vậy quân chúa đi về cùng ta một chuyến. Nhạc ngưng là người tính cách rất mạnh mẽ, y nghĩ vừa nảy ra trong đầu thì phải thực hiện ngay, nàng ngay lập tức đi căn dặn người hầu chuẩn bị xe. Hiện giờ không cần đến Bạch Phong đưa Tần Hoan về nữa mà Nhạc Ngưng trực tiếp nói với người gác cổng, tự nhiên sẽ có thị vệ của hầu phủ đưa tiễn. Lên xe ngựa xong Nhạc Ngưng lại nói, lục cô nương trong phủ ngươi sao rồi? Tần Hoan khẽ cười. Quận chúa yên tâm, lão phu nhân đã thực sự dùng đến gia pháp, hiện giờ lục tỷ đang bị cấm túc rồi. Nhạc ngưng hừ nhẹ một tiếng. Thế còn tạm được. Nói xong nàng lại thở dài. Có điều ta đã nghi ngờ sai trì điện hạ rồi, cũng trách ta, lúc nhìn thấy hắn dùng tay trái viết chữ nhất thời đã ngơ ngẩn cả người. Rõ ràng ta còn nhớ lúc hắn tỉ thi với nhị ca ta là dùng tay phải, thế quái nào lúc viết chữ lại viết bằng tay trái, lúc đó ta đã nghĩ, nghĩ hắn có lẽ đang cố tình che giấu. Tần Hoan nhíu mày. Đại đa số mọi người trời sinh đã thuận tay phải, nhưng cũng có cực ít người thuận tay trái bẩm sinh. Dừng một chút Tần Hoan lại nói. Có điều đây cũng không phải tuyệt đối, muốn thuận cả hai tay chỉ cần cố gắng luyện tập là được, còn có những người thậm chí ngay từ đầu đã thuận cả hai tay. Những người này có thể còn thông minh hơn người bình thường, có lẽ chỉ điện hạ chính là loại người này. Dùng tay trái thì có gì mà tốt, Nhạc ngưng vén rèm xe ngựa lên nhìn ngắm phố xá bên ngoài. Ngày trước ta nghe Lục Kỳ nói ở quê nhà nàng ta, trẻ con sinh ra nếu như thuận tay trái thì sẽ không được đến học đường. Một khi đã không được đi học thì chỉ có thể làm mấy việc thấp kém thôi. Hơn nữa ta còn nghe mama chuyên mua nô tỳ trong phủ nói là những cô nương thuận tay trái thì bất kể có khéo léo đến đâu thì cũng không có chủ nhân nào cần cả. Người thuận tay trái vốn bị coi như người ngoại tộc, mà theo như những lời truyền miệng ở Đại Chu thì những người thuận tay trái thường có phẩm hạnh không đoán chính, mang lại xui xẻo. Nếu gia đình giàu có sinh ra hai từ thuận tay trái thì sau này nhất định phải sửa lại cho đúng, đơn cử như ngụy gia đại công tử kia. Đúng thực là bi ai, thế tục đôi khi không phải cái gì cũng đúng, nhưng có khi biết rõ là không đúng rồi nhưng vẫn cứ phải tuân theo. Đối với trì điện hạ mà nói, mặc kệ là dùng tay trái hay tay phải thì cũng như nhau cả thôi. Lần trước nhạc ngưng hiểu lầm Yến Trì nên hiện tại ngữ khí cũng thân thiện hơn rất nhiều. Có lẽ vậy, hơn nữa thân phận địa vị hắn như vậy thì cũng chẳng có ai dám nghị luận đúng sai với hắn. Hơn nữa với tính tình hắn như thế thì cũng chẳng quan tâm đâu. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 98. Xe ngựa chạy như bay trên phố dài trong thành Cẩm Châu, rất nhanh đã ngừng lại trước cửa tần phù. Tần Hoan dẫn nhạc ngưng vào phủ, người gác cổng vừa nhìn thấy người bước vào là tiểu quận chúa thì liền chạy đến chủ viện thông báo. Nhạc ngưng không thèm để ý mấy chuyện này nên lập tức bảo Tần Hoan dẫn nàng đi thẳng đến Đinh Lan Huyền, vừa vào bên trong thì nhạc ngưng tặc lưỡi. Nghe nói đây là viện ngươi mới đổi qua hả? Tần Hoan gật đầu, dẫn nàng vào sâu trong viện. Phải, tốt hơn trước đây rất nhiều. Nhạc ngưng hừ một tiếng, ngồi xuống ghế chờ phục linh dâng trả lên. Tần Hoan lại đi vào trong buồng, chẳng bao lâu sau nàng cầm một cái khăn lụa nhỏ ra ngoài. Tần Hoan dặn Phục Linh đóng cửa lại rồi mới mở khăn ra. Sau một đêm, trên khăn lụa vẫn còn lưu lại mùi thối rất khó ngửi, nhưng vẻ mặt nhạc ngưng vẫn rất bình thường, ngay lúc Tần Hoan mở ra nàng đã ngoài lên nhìn vào bên trong. Ở giữa khăn lụa màu trắng là một vật đen xì, nhìn bề ngoài cũng chẳng nhìn ra được đấy là cái gì. Tần Hoan cũng nhíu mày. Xem ra vẫn phải rửa thêm vài lần nữa. Rửa? Vẻ mặt Nhạc Ngưng hơi thất vọng. Màu sắc này giống như đồ linh tinh nhà bếp vứt đi vậy, đã thối nát không nhìn ra hình gì rồi. Tần Hoan lắc đầu, lại bảo Phục Linh tìm một cốc sứ trắng đến đây, cầm vật đen xì kia bỏ vào rồi rót nước sạch lên, đợi một lúc thì màu đen cũng lan ra thấm vào trong nước. Sau đó Tần Hoan lại đổ nước cũ đi thay nước mới vào vài lần, vật đen xì cũng sạch hơn một chút. Thế nhưng dù là như vậy cũng rất khó phân biệt. Đột nhiên đáy mắt tần hoan sáng lên. Dùng phèn chua. Nhạc ngưng trợn tròn mắt. Phèn chua, phèn chua có tác dụng gì? Tần hoan đứng dậy, đi ra ngoài cửa dặn dò phục linh. Đi, bảo vãn hạnh đi phòng thuốc lấy một ít phèn chua qua đây. Phục Linh không phản ứng kịp vì sao Tần Hoan lại sai vãn hạnh đi, nhưng chạy đi làm mấy việc vặt vãnh này cũng không có gì to tát cả chờ đến khi phục linh đi khỏi rồi tần hoan mới quay về khẽ nói phèn chua có thể lọc nước ta dùng nước phèn chua để ngâm cái này nếu ngâm một đêm không đủ thì hai đêm nhất định ta phải làm cho nó trở về màu sắc ban đầu nhạc ngưng chớp chớp mắt nhìn tần hoan như vậy có thành công không tần hoan cười nói làm thử cũng chẳng mất gì mà nhạc ngưng ngẫm nghĩ rồi cười nói được vậy ta và ngươi cùng ngâm ngày mai ta cũng muốn đến xem à không từ giờ trở đi ta đều phải đến đây, xem xem rốt cuộc đây là cái gì. Có điều dù sao thì Tống Nhu cũng là một tiểu thư quý tộc, chắc hẳn sẽ không ăn cái gì bậy bạ đâu nhỉ. Tần Hoan lắc lắc đầu. Cái này thì chỉ có thể chờ phương pháp của chúng ta thu được hiệu quả rồi mới có thể biết được. Tính cách nhạc ngưng không thích vui đùa, mấy việc mà nữ nhi khuê các hay làm nàng cũng không thích. Hiện tại nhìn thấy Tần Hoan dùng một biện pháp kỳ quái để nghiên cứu cái cục đen xì kia đã tạo nên hứng thú cho nàng. Vãn hạnh đi nhanh về nhanh, lúc Phục Linh cầm phèn chua đi vào thì Tần Hoan đã chuẩn bị một cốc xứ trắng to hơn. Ban đầu nàng rửa qua cục phèn chua rồi thả cùng lúc phèn và cục đen kia vào trong cốc, cuối cùng đậy nắp lại chờ đến ngày mai xem thành quả ra sao. Bận rộn một hồi thì nhạc ngưng và Tần Hoan mới ngồi xuống uống trà, nàng hỏi Tần Hoan. Sao ngươi biết phèn chua có thể lọc nước? Ta chỉ biết là bình thường trong sơn móng tay của nữ nhân cũng có bỏ thêm phèn chua nhưng không biết là vì sao tần hoan vừa rót thêm trà cho nhạc ngưng vừa nói ta đọc được trong sách y thôi trong sơn móng tay có bỏ thêm phèn chua là để cho màu sắc của hoa hay thực vật khác trên móng hiện lên rõ hơn không chỉ như vậy lúc nấu canh đậu xanh cũng có thể thêm vào một chút phèn chua như thế đậu xanh rất nhanh nhử và bở cái này cũng giống như bỏ vào sơn móng tay thôi tần hoan hơi ngừng lại rồi lại nhíu mày có điều dùng phèn chua liên tục có thể khiến cho người ta ngộ độc cho nên canh đậu xanh mà đã bỏ phèn chua vào rồi thì tốt nhất đừng ăn. Vị của nó không chỉ chua mà còn có tính hàn, bản chất nó rất khô và chát, có thể giải nhiệt và khử độ đục của nước. Phèn chua còn dùng để trị bệnh kiết lỵ do nóng, khí hư trắng ở nữ nhân, lở loét bên trong, cũng có thể dùng để làm chắc răng hay loại bỏ cục thịt thừa trong mũi. Đây là một vị thuốc tốt, phòng thuốc nào cũng đều có. Nhạc ngưng trợn tròn mắt, nhìn tần hoan hơi tán thường có phải cứ tùy tiện nhắc đến tên một vị thuốc nào thì ngươi đều biết rõ như nắm trong lòng bàn tay tần hoan giờ khóc giờ cười đương nhiên không phải y dược uyên bác tinh thâm những thứ ta biết chỉ là một phần nhỏ thôi nhạc ngưng lắc đầu thở dài trước giờ hóa ra ta đã đánh giá bản thân mình quá cao đám nữ nhi quý tộc đa phần đều đọc mấy sách như nữ đức nữ giới hoặc nhiều hơn thì đọc đến tứ thư ngũ kinh còn nếu như học y thì cũng rất ít người còn trẻ như ngươi mà đã hiểu biết nhiều đến như vậy. tần hoan, trước kia thật sự ta đã xem thường ngươi rồi. tính cách nhạc ngưng rất thẳng thắn, nàng có thể nói ra những lời như vậy cũng chính là đang thật sự muốn trải lòng với tần hoan. tần hoan cười rồi rót thêm trà cho nàng. quần chúa khí thế anh hùng nên có hơi ngạo mạn một chút thì cũng là bình thường thôi. có thể do tần hoan thích học y cho nên vừa rồi mới có chỗ hữu dụng hơn người khác một chút, cũng như quần chúa thích tập võ đương nhiên xuất sắc hơn so với nữ nhi gia đình bình thường rồi. Nhạc ngưng cười rộ lên, nụ cười mang theo vẻ hào phóng sảng khoái. Đây là lần đầu tiên nàng vào trong khuê phòng của tần hoan. Nhạc ngưng buông ly trà xuống rồi quan sát xung quanh, nàng đi từ buồng trong ra đến thư phòng. Thuận miệng hỏi mấy chuyện liên quan đến y dược đều được tần hoan giải đáp rõ ràng dành mạch từng câu một khiến cho trong lòng nàng ngày càng bội phục tần hoan hơn cũng từ đó tình cảm hai người càng không giống với khuê mật bình thường nữa cứ như vậy để trò chuyện hơn một canh giờ nhìn thấy sắc trời không còn sớm nữa thì nhạc ngưng mới nói cáo từ tần hoan đích thân tiễn nhạc ngưng về tần hoan vừa ra khỏi cửa viện thì nhìn thấy lâm thị dẫn theo tần tương đứng chờ ở bên ngoài thấy hai mẹ con bọn họ nhạc ngưng cũng kinh ngạc mặc dù thân phận nhạc ngưng cao quý nhưng lâm thị vẫn là trưởng bối của tần hoan cho nên cuối cùng nàng vẫn phải dừng lại nhún người hành lễ sao phu nhân lại ở đây thiếp thân bái kiến quận chúa lâm thị nhún người rồi nhìn sang tần tương tần tương khép mắt cả người cũng cưng ngắc miễn cưỡng cúi người hành lễ với nhạc ngưng hành lễ xong lâm thị mới nói biết tin quận chúa và hoan nhi cùng nhau về phủ vốn định đến bái kiến ngay lập tức nhưng nghĩ đến có lẽ quận chúa và hoan nhi có nhiều lời riêng tư muốn nói nên thiếp thân không dám đến quấy dày Bây giờ quận chúa muốn ra về rồi ư? Sao không ở lại phủ dùng cơm chiều rồi hắn đi? Nhạc ngưng nhách mép, trên mặt cuối cùng cũng có chút ý cười. Không dám làm phiền, ta chỉ tâm sự với cửu cô nương lâu một chút thôi, hiện giờ cũng cần phải về rồi, phụ thân và mẫu thân vẫn đang chờ ta ở nhà. Lâm Thị nghe thấy thế cũng không tiện nói gì thêm, trong lòng Tần Hoan biết nhạc ngưng không thích mấy chuyện xã giao qua loa đối phó này nên mới tiến lên trước nói. Tam thúc mẫu, quận chúa không câu nệ mấy lễ nghĩa này, hoan nhi tiến quận chúa ra cửa là được rồi, người bận thì làm cứ việc của mình đi. Lâm thị do dự một chút rồi cũng đành phải gật đầu. Tần hoan dẫn nhạc ngưng đi đến cửa phủ phía tây, hai người vừa rời khỏi thì tần tương rậm rậm chân. Mẫu thân, nữ nhi đã nói không cần đến thỉnh an rồi, tuổi tác tiểu quận chúa cũng chỉ ngang ngừa với nữ nhi, vậy mà người lại hành lễ với nàng ta. Sắc mặt lâm thị trầm xuống. Ngươi thì biết cái gì? hiện tại cử muội muội của ngươi giao tình tốt với hầu phủ cho nên chúng ta phải nhân cơ hội này mà tạo mối quan hệ tốt với bên hầu phủ có như thế thì con đường làm quan của ca ca ngươi sau này mới rộng mở được cha ngươi đã bệnh đến như thế rồi chẳng lẽ tương lai chúng ta lại chỉ trông cậy vào mỗi hầu phủ ở kinh thành sao ta thấy an dương hầu phủ đối xử với cử muội muội ngươi còn tốt hơn bên kinh thành kia không biết bao nhiêu lần Mấy hôm trước ca ca ngươi còn kẻ là cửu muội muội có nói nếu ca ca ngươi lên kinh thành thì thái trưởng công chúa đồng ý viết một bức thư giúp hắn. Tần Tương không kiên nhẫn nghe lời Lâm Thị nói, vốn định phản bác, nhưng nghĩ đến Tần Sâm thì đành nhịn xuống. Lâm Thị lại nói, những thứ này suy cho cùng đều dựa vào cửu muội muội ngươi. Ngươi nhớ ký cho ta, từ nay về sau không được gây khó dễ cho cửu muội muội ngươi nữa, ngay cả tổ mẫu cũng có ý như vậy. Ngươi có thể khiến mẫu thân bớt lo không? Tần tương nghiến răng nghiến lợi. Tương Nhi hiểu rõ, vì ca ca nên nữ Nhi sẽ không làm càn nữa. Dừng một chút tần tương lại nói. Rốt cuộc phụ thân mắc phải bệnh gì? Vì sao lại không đi mời đại phu? Ngay trong phủ mình chẳng phải còn có một vị y tiên sao? Lâm thị nhăn mặt lườm tần tương, trong giọng nói vừa có vẻ mỉa mai lại vừa có vẻ cảnh cáo. Đây là việc của người lớn, người không cần quản đến, cũng đừng hỏi nhiều. Tần tương không phục. Vậy, vậy nữ nhi có thể đến thăm phụ thân không? Phụ thân bị bệnh thì tại sao nữ nhi thân sinh lại không thể đến thăm chứ? Lâm thị túm chặt tần tương lôi đi về hướng đông. Phụ thân ngươi bị mắc bệnh truyền nhiễm, chúng ta ai cũng không được đến thăm. Câu này nói với giọng nói cực tàn khốc, khiến cho hốc mắt tần tương đỏ lên. Nàng cắn nhẹ môi rồi quay sang nhìn Đinh Lan huyền với thần sắc phức tạp, trong lòng không hề cam tâm tình nguyện để cho Lâm Thị kéo trở về. Tần Hoan dẫn Nhạc Ngưng đi thẳng ra cửa phủ, xe ngựa vẫn đứng chờ ở bên góc đường. Tần Hoan đi đến tận bên cạnh xe ngựa. Bệnh của Thái trưởng công chúa không còn gì đáng ngại nữa, tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng tốt là được rồi. Mùa thu ở phương nam cũng không quá khô, nếu như còn ở kinh thành thì Thái trưởng công chúa mới khiến cho mọi người lo lắng. Hiện tại tổ mẫu ưu tư quá nặng, đều là vì vụ án này thôi, sau này kết thúc rồi thì tổ mẫu cũng sẽ khỏe lại thôi. Nhạc Ngưng trả lời Tần Hoan, Hiện tại đã đi đến cạnh xe ngựa, nhưng bước chân nàng đột nhiên dừng lại. Tần Hoan ngước lên nhìn khó hiểu, nàng trông thấy Nhạc Ngưng đang nhìn chằm chằm vào chỗ rẽ trên con phố dài đằng xa, Tần Hoan nhíu mày. Làm sao thế? Vừa hỏi thì ánh mắt Tần Hoan vừa nhìn theo hướng nhìn của Nhạc Ngưng, vừa nhìn thấy Tần Hoan cũng nhíu mày. Trong góc phố cách chỗ bọn họ đứng khoảng 10 trượng, có một nam nhân mặc trường bào màu xanh da trời đang đứng ở đó, cả người hắn núp trong góc tường chỉ để lộ ra nửa gương mặt cùng một góc áo. Do khoảng cách quá xa nên Tần Hoan nhìn không rõ khuôn mặt, thế nhưng nàng lại có cảm giác ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình và nhạc ngưng. Người đó là ai? Tần Hoan vừa hỏi dứt lời thì người đó đã cảnh giác lùi về phía sau lối rẽ. Tần Hoan nhớ mày, còn nhạc ngưng bên cạnh đã nhanh như một con báo, nàng lắc mình đuổi theo. Tần Hoan thấy thế liền vội vàng chạy theo, trong chớp mắt nhạc ngưng đã phong đến chỗ rẽ nhưng tần hoan lại thấy nàng đứng ngây ngốc ở đó mà không nhúc nhích tần hoan vội vàng chạy đến nhưng chỉ còn thấy bốn năm người đi lại trên phố chứ không thấy nam nhân mặc trường bào màu xanh ra trời kia nữa tần hoan chạy vài bước đã thở không ra hơi quân chúa có nhận ra người đó không nhạc ngưng lắc đầu không nhận được nói xong nàng lại nghi hoặc lúc ta phát hiện ra hắn chính là do cảm giác được ánh mắt kỳ quái quá mức của hắn không hề mang theo ác ý nhưng chắc chắn không phải là cách mà người qua đường nhìn nhau. Tần Hoan nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa Tần phủ. Đứng từ vị trí này nhìn sang thì có thể nhìn rõ ràng từng người ra vào ở cửa hôm Tần phủ. Chẳng lẽ là người có tranh chấp gì đó với Tần phủ? Nhạc Ngưng cũng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lập tức gật đầu. Chính xác là có khả năng này. Nói xong nàng lại nghiêm túc nhìn Tần Hoan sáng sớm mai cứ để bạch phong đến đón ngươi đi ta quay về sẽ nói chuyện này với trì điện hạ bản thân ngươi đừng có ra cửa một mình tần hoan gật đầu ta biết rồi quần chúa yên tâm ta nhất định sẽ không đi một mình đến giờ nhạc ngưng mới yên tâm ngươi quay về cũng phải thông báo với người gác cổng mấy câu bảo bọn họ chú ý chút tần hoan đồng ý xong rồi nhạc ngưng mới xoay người bước lên xe ngựa đợi đến khi xe ngựa đi khỏi rồi ánh mắt tần hoan mới trầm xuống Phục Linh vẫn luôn đi theo nàng, đến giờ mới dám lên tiếng hỏi. "Tiểu thư, người đó là người xấu à? Còn chưa biết tốt xấu." Tần Hoan xoay người đi về hướng cửa phủ. Có điều lén lút như vậy, chắc chắn là chẳng có ý gì tốt cả. Chương 99. Đến lúc đi đến cửa phủ, Tần Hoan liền nhắn nhủ người gác cổng vài câu theo căn dặn của Nhạc Ngưng ban nãy. Mặc dù mấy người gác cổng không dám bất kính với Tần Hoan thế nhưng bọn họ cũng sẽ không coi lời của nàng như thánh chỉ bọn họ chỉ cung kính đáp lời ngoài mặt thôi rồi chắc chắn sẽ lại lười biếng tần hoan biết trước kết quả như vậy nên cũng chẳng đặt hy vọng gì nhiều ở mấy người gác cổng này nàng vào phủ rồi đi thẳng đến vừa về đến viện tần hoan đã xông vào bên trong buồng mở nắp cốc xứ lên nàng đã thấy màu sắc của cục màu đen xì kia đã nhạt đi một chút thấy phục linh cũng ngó đầu qua nhìn thì tần hoan hỏi thẳng luôn em thấy cái này giống cái gì phục linh chớp chớp mắt giống như sợi bông bị vo tròn lại, giống miếng khăn lau phải mấy thứ dơ bẩn chưa kịp giặt. Còn giống bị mốc, trà, nô tỳ cũng không nói ra được rõ ràng. Tần Hoan lắc đầu. Chắc chắn Tống Nhu sẽ không ăn sợi bông hay rẻ lau. Nói xong nàng lại đậy nắp lại. Lại ngâm thêm một đêm đi, ngày mai chắc chắn màu sắc sẽ nhạt hơn hôm nay, cũng sẽ tan ra một chút nữa, hiện tại quá khó đánh giá rồi. Để chuyện này sang một bên. Tần Hoan phải đi làm thuốc mới cho Yến Chỉ, mấy hôm nay làm thuốc cho hắn đã trở thành một thói quen của nàng. Mặc dù nàng biết thuốc cũ nàng mang qua chắc chắn hắn vẫn chưa dùng hết, thế nhưng ngày mai nàng phải đến hầu phủ rồi, nhân tiện làm nhiều một chút cũng tốt. Hôm đó Yến chỉ nói hắn chỉ ở lại cầm châu bảy ngày nữa thôi, hôm nay đã là ngày thứ tư hay thứ năm rồi nhỉ. Nàng nhất định phải trở lại kinh thành, biết đâu lần này lại là lần cuối cùng nàng chạm mặt với hắn sau này đương nhiên Yến Chỉ sẽ đến chấn thủ sóc Tây Quân. Nàng và hắn vốn là hai người chẳng có liên quan gì, cho nên gặp hay không gặp cũng chẳng có gì phải thổn thức cả. Nghĩ đến đây đột nhiên nàng lại ngước mắt lên nhìn sang đèn hoa lan đang treo trong phòng. Mặt nạ dài trãi của nàng đâu rồi nhỉ? Dùng xong bữa tối, tần hoan ngồi đọc sách một lúc rồi mới đi ngủ. Trước khi ngủ thì Phục Linh cũng ra ngoài kiểm tra vòng quanh viện một lúc sau đó mới quay lại. Tiểu thư, Bên chủ viện bắt đầu làm pháp sự rồi. Tần Hoan đã nằm xuống nhưng mới nghe đến thế lại nhíu mày. Hôm nay là ngày thứ mấy làm pháp sự rồi? Ngày thứ ba. Phục Linh đáp, sau đó thổi tắt đèn trong góc phòng. Lão phu nhân thích làm mấy thứ này, rõ ràng ngày xưa tiểu thư thoát khỏi đại nạn là chuyện tốt, vậy mà bà ta bắt chúng ta cấm túc tận bảy ngày để làm pháp sự. Tần Hoan không nói chuyện, trong lòng nàng cũng hiểu được, bệnh mà vị tam thúc này mắc phải chắc chắn không hề nhẹ không chỉ có thế mà còn là loại bệnh không sạch sẽ nữa. Có điều bệnh của gia chủ Tần phủ chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của Tần Hoan cả, mấy đêm nay nàng ngủ cực kỳ yên ổn không hề mơ thấy ác mộng, khiến cho tinh thần cũng sảng khoái lên rất nhiều. Sáng nay nàng đón ánh bình minh sớm rồi lại đi lòng vòng trong viện, chờ đến khi trên người ướt đẫm mồ hôi rồi mới quay vào nhà ngủ lại. Thân thể cửu tiểu thư quá yếu, nàng phải nghĩ cách khắc phục mới được ăn sáng xong, tần hoan đang chuẩn bị sắp xếp lại thuốc cho yến trì thì người gác cổng đã đến bẩm báo rằng hồ phủ đã cho người đến đón rồi. tần hoan vẫn như mọi khi dắt phục linh cùng theo ra khỏi nhà. trước khi đi nàng lại nhìn thoáng qua cốc sứ trắng. đúng như nàng dự liệu, màu sắc của cục bông hay mảnh khăn lau gì đó nằm bên trong cốc nước càng ngày càng nhạt. tần hoan đã yên tâm hơn rồi, trực tiếp đi thẳng ra khỏi phủ. bên ngoài cửa quả nhiên là bạch phong. Tần Hoan cũng thấy yên lòng hẳn nên bước nhanh ra ngoài. Bạch Phong hành lễ, cung kính mời Tần Hoan lên xe ngựa, sau đó lòng nàng mới hoàn toàn chấn định lại. Nàng do dự một lúc rồi mới quyết định vén màn xe lên nhìn về góc đường ở phía xa xa, nhìn xong rồi nàng mới thở phào một hơi, hôm nay không có ai lén lút đứng ở chỗ đó nhìn trộm nàng cả. Bạch Phong cũng không hay biết sự tình bên trong, hắn vung roi rồi cứ thế rời khỏi tần phủ như mọi lần suốt dọc đường tần hoan cũng chỉ suy nghĩ xem lát nữa quay trở về tần phủ thì cái cục đen xì kia có hiện ra diện mạo vốn có hay không mãi đến khi xe ngựa dừng lại ở trước cổng hầu phủ rồi thì nàng mới hồi hồn lại nàng vừa bước xuống xe thì lục tụ đã đứng chờ sẵn ở cửa từ sớm nhìn thấy tần hoan xuất hiện nàng liền nhiệt tình tiến lên hành lễ hôm nay tần hoan váy xếp ly màu xanh khói thiêu hoa lan và áo cánh màu trắng ngọc bích trên vai là áo khoác lụa cùng màu Tóc búi kiểu bán nguyệt, trên tóc cắm cây châm bạch ngọc mà Giang thị tặng, nhìn vừa thanh lịch vừa duyên dáng. Làn váy tung bay như những đám mây rơi xuống theo từng bước chân của nàng, trên người Tần Hoan toát ra một tầng tiên khí thanh sạch không giải thích nổi. Lần đầu tiên Lục Tụ nhìn thấy Tần Hoan đã kinh diễm rồi, sau này tiếp xúc nhiều cũng quen mắt. Thế nhưng hôm nay thấy nàng như vậy, Lục Tụ vẫn ngơ ngẩn không phải ứng kịp. Tần Hoan mới chỉ có 16 tuổi, chính là một nụ hoa đang thời kỳ chuẩn bị nở rộ. Lần trước gặp Tần Hoan ở ven đường còn thấy nàng hơi ốm yếu và hờ hững. Còn hiện tại cho dù là biết rõ Tần Hoan có thay đổi nhưng lục tụ vẫn không nói được thành lời. Thế nhưng dù có thế nào thì khí chất tỏa ra trên người Tần Hoan cũng tươi đẹp thanh cao hơn hẳn người thường. Cửu cô nương mau vào trong, thái trưởng công chúa đợi đã lâu rồi. Tần Hoan mỉm cười, số lần nàng đến hầu phủ càng nhiều thì mọi người trong hầu phủ càng chăm sóc nàng kỹ hơn hiện tại nàng đã thoải mái hơn rất nhiều rồi tần hoan bước lên bậc thềm đang chuẩn bị bước vào trong phủ thì đột nhiên dừng khựng lại cảm giác bị người khác nhìn lén lại đến nữa rồi tần hoan đột một xoay người lại nhìn về phía một tiệm trà ở cách hầu phủ không xa thế nhưng khi nàng nhìn đến thì tiệm trà đó cho dù là lầu một hay lầu hai thì đều đang đóng chặt cửa sổ cùng với lúc nàng xoay người lại thì cảm giác khó chịu khi bị nhìn trộm cũng tiêu biến đi mất lông mày tần hoan nhíu chặt nàng rơi vào trầm tư cửu cô nương làm sao thế lục tụ cũng giật mình ngạc nhiên tần hoan quay lại lắc lắc đầu không có gì nói xong nàng lại cười cười rồi đi tiếp vào trong lục tụ cũng quay sang hướng tiệm trà kia nhìn những cũng không nhìn ra cái gì bất ổn cả nên đành đi theo tần hoan vào phủ Tần Hoan đi thẳng đến viện của Thái trưởng công chúa như mọi ngày, thế nhưng lúc đi ngang qua tiền viện thì lại thấy Từ Hà đang đeo cây dương lớn. Từ Hà còn phát hiện ra Tần Hoan đến trước, hắn tiến lên hành lễ vấn an với nàng. Bái kiến cửu cô nương, Từ Hà thỉnh an cửu cô nương. Tần Hoan bật cười, sao ngươi lại ở đây? Chi phủ đại nhân cũng đến đây à? Từ Hà vội gật đầu. Phải hôm qua chi phủ đại nhân cho người dán bức họa của ngụy gia đại công tử ở khắp nơi trong thành, nhưng tạm thời vẫn chưa có thu hoạch gì. Vì thế hôm nay đại nhân mới qua đây để bảo ngụy công tử vẽ lại một bức khác, nhân tiện thẩm vấn tùy tùng của tống thị thêm lần nữa. Hiện tại nha môn đều hỏi đến những chuyện liên quan đến ngụy gia đại công tử, tiểu nhân chỉ đến để hỗ trợ thôi. Mặc dù từ hà là ngỗ tác, thế nhưng hắn cũng ít khi được rèn luyện, đa phần chỉ là mấy công việc vặt vãnh ở trong nha môn nếu có chỗ nào thiếu người thì hắn sẽ bị kéo đến đó để hỗ trợ mà so với nha sai bình thường thì hắn lại biết chữ nghĩa thế nên ngoài làm chân chạy vặt ra thì còn có thể hỗ sắp xếp và sao chép công văn cho dù lần này nghiệm thi đều dựa hoàn toàn vào tay nghề của tần hoan thế nhưng hoắc hoài tín vẫn không đuổi từ hà ra ngoài tần hoan gật đầu rồi nhìn sang dương đồ của từ hà đã làm dương mới nhanh như vậy à vẻ mặt từ hà vốn đang bình thường Vừa nghe thấy câu này của Tần Hoan thì trong mắt ánh lên vẻ kích động. Cửu cô nương có điều không biết, dương này không phải là tại hạ mới làm lại, mà chính là tên tạc nhân kia Lương Tâm cắn rứt nên mới trả lại. Tần Hoan ngạc nhiên, trả lại? Từ Hà gật đầu, để chứng minh đây vẫn là cái dương cũ, hắn mở toang nắp dương ra. Người xem này, tất cả đồ đạc trong này người cũng đã từng nhìn thấy, vẫn là cái dương ngày xưa. Tất cả đồ bên trong đều còn nguyên, ngay cả ngay cả những đồ cá nhân của tiểu nhân thì tên tiểu tặc kia cũng trả lại luôn. Từ Hà nói xong liền móc móc vào trong tay áo mình. Đồ cá nhân của tiểu nhân được trả lại rồi, tiểu nhân đã lấy lại được tiền. Bạc mà cửu cô nương đưa, hiện tại tiểu nhân có thể trả lại cửu cô nương rồi. Vừa nói thì Từ Hà vừa dâng mấy lượng bạc lên. Đa tạ tấm lòng hào hiệp của cửu cô nương. Tần Hoan quan sát hắn một lát nàng nhận thấy việc này hắn không giống với đang giả vờ nên mới gật đầu với Phục Linh. Phục Linh tiến lên nhận lấy số bạc thì Từ Hà mới thở dài nhẹ nhõm mà đứng thẳng người dậy. Chỉ sợ cửu cô nương không nhận lại, tiểu nhân phải đa tả cửu cô nương rồi. Con người của Từ Hà mặc dù có chút ngay thẳng của kẻ ngốc, nhưng rốt cuộc thì vẫn là nam tử lại biết chữ nghĩa. Phàm là nam tử mà đã đọc sách rồi thì chắc chắn sẽ đề cao hai từ. Khí phách cho nên Tần Hoan chưa từng nghĩ đến là sẽ tặng bạc cho Từ Hà. Còn nếu nói là cho mượn thì khi hắn mang đến trả đương nhiên nàng phải thu về. Thế nhưng điều khiến cho Tần Hoan nghi hoặc nhất chính là tại sao dương đồ của hắn lại được trả trở về. Tên tiểu tạc này đúng là có lòng hiệp nghĩa, chẳng lẽ hắn nhận ra từ ngỗ tác không phải là người giàu có gì nên mới trả dương trở về. Tần Hoan trêu chọc, đáy mắt từ hà sáng rực lên. Tiểu nhân cũng nghĩ là như vậy. Người đó chắc hẳn đã nhìn thấy những đồ vật trong dương nên mới cảm thấy tiểu nhân cũng là người nghèo khổ, cho nên hắn mới không đành lòng rồi trả dương đồ về cho tiểu nhân. Tần Hoan gật đầu, nghi ngờ trong lòng còn chưa tiêu hết. Hắn trả lại khi nào? Ngay buổi sáng sớm hôm nay, dương đồ này bị quảng lại ở ngay trước cửa nha môn, mấy huynh đệ đang canh gác buổi sáng nhìn thấy liền nhận ra đây là dương của tiểu nhân. Chờ lúc tiểu nhân đến nha môn thì bọn họ đã đưa lại. Vẻ mặt từ hà rất phấn khởi thế nhưng tần hoan lại trao mày. Mang đến nha môn. Từ hà gật đầu. Đúng vậy, có khi do hắn nhìn thấy mấy bản nghiệm trạng với cả công văn nha môn mà tiểu nhân sao chép ra rồi. Lông mày tần hoan càng nhíu chặt hơn, tên tặc nhân kia cướp đi dương đồ của từ hà ở trên phố xá sầm uất nhưng lại trả về trước cổng nha môn. Thành Cẩm Châu chẳng lẽ có tồn tại mấy vị đại hiệp chính nghĩa hay sao? Nhưng nếu thủ phạm là mấy vị đại hiệp đó thì chẳng lẽ ngay từ đầu bọn họ không phân biệt được ai giàu ai nghèo. Dương Đồ này của Từ Hà nhìn bên ngoài cũng chẳng phải đồ nạm vàng khảm bảo đắt tiền gì, nên chẳng có lý gì mấy tên tiểu tặc lại để ý đến cả. Thế nhưng Từ Hà lại không chỉ bị cướp mất một lần, cướp xong người ta lại còn trả lại cho hắn. Có thấy bị mất vật gì không? Tần Hoan không nhịn được nên lại hỏi thêm một câu. Từ Hà lắc đầu. Không có tiểu nhân đã kiểm tra qua, nghiệm trạng, công văn, dụng cụ đều còn nguyên. Có điều tiểu nhân thấy rất kỳ quái, người đó lại dám mang dương đến để ở cửa nha môn, hắn thật sự không sợ bị bắt lại hay sao? Tần Hoan khẽ gật đầu, Từ Hà nói không sai, từ xưa đến nay đã là kẻ trộm thì đều sợ và căm ghét quan lại. Hắn đã biết Từ Hà là người trong nha môn thì sao lại có thể mang dương đến tận cửa nha môn để trả lại? Là cố tình khiêu khích hay sao? Thấy vẻ mặt tần hoan trầm tư thì Từ hà cũng nhìn nàng chăm chú. Chuyện này thật sự hơi kỳ quái. Chỉ sợ tần hoan lại nghi ngờ mấy tình tiết bên trong nên từ hà vội giải thích. Cửu cô nương, đồ đạc xác thực là không mất thứ gì cả, có điều cũng có một điều quái lạ. Đồ đạc trong dương của tiểu nhân có rất nhiều, thế nhưng chỉ riêng trên bản nghiệm trạng này lại không biết là dính phải cái gì, mùi vị rất lạ, vừa giống với mùi thuốc lại vừa giống với cái gì đó rất thối. Tần Hoan nhớn mày, đưa đây ta xem nào. Từ Hà vội vàng mở dương lấy bản nghiệm trạng ra, Lục Tụ và Phục Linh đứng bên cạnh cũng liếc nhìn nhau. Mặc dù không hiểu vì sao Tần Hoan lại có hứng thú với chuyện này thế nhưng bọn họ không dám quấy dây. Chỉ trong nháy mắt Từ Hà đã đưa bản nghiệm trạng đến trong tay Tần Hoan. Tần Hoan cầm lấy, vừa ngửi một cái thì sắc mặt lại càng trở nên nặng nề. Từ Hà vội vàng hỏi. Cửu cô nương biết mùi này là cái gì rồi à? đáy mắt tần hoan ánh lên vẻ nguy hiểm, giọng nói cũng chưa bao giờ lạnh lùng như thế. Đây là mùi của thuốc kim ngọc nối xương. Chương 100, truy bắt hung thủ một. Kim ngọc nối xương. Từ hà mở to mắt nhìn. Đây là thuốc cao à. Tần hoan gật đầu rồi lại cầm nghiệm trạng đưa lên mũi khẽ ngửi thêm lần nữa. Lần này nàng càng khẳng định suy đoán của mình hơn. Chắc chắn là cao kim ngọc nối xương, Thuốc này chính là một loại linh dược của Tôn thị ở Dược Vương Cốc, nghìn vàng khó mua. Người nói có mùi khó ngửi chính bởi vì trong đó có một vị thuốc tên là rết vàng, con rết vàng này vốn là độc trùng, khi bắt được thì bỏ thêm đồng rồi ngâm vào giấm chua, sau đó nghiền thành vụn nhỏ, cuối cùng mang đi làm thuốc thì có tác dụng ngoài dự đoán, chỉ có điều mùi hương hơi khó ngửi. Thuốc này có tác dụng lưu thông máu bầm, giảm đau tiêu sưng, nối xương nối gân cốt là một loại kỳ dược được truyền thừa từ trăm năm nay của dược vương cốc, ngoài thị trường thì có tiền cũng không mua được, chỉ có thể mua được ở chợ đen hoặc thân thiết với người của tôn thị trong dược vương cốc mới tìm được một ít mà thôi. Từ Hà nghe thấy Tần Hoan đọc vanh vách ra cả đống vị thuốc, cũng là lần đầu tiên hắn được nghe thấy nên đáy mắt không khỏi sáng bừng lên, hắn bội phục. Quả nhiên cửu cô nương y thuật cao mình, liếc mắt một cái đã nhận ra vật này. Nếu như thuốc này đã khó có được như thế thì tại sao lại nằm trong tay một tên tiểu tặc? Chẳng lẽ thuốc này cũng là do hắn trộm được? Tần Hoan lắc đầu, có lẽ không phải, thuốc này không dễ có được, cho dù có thì cũng là dùng cho vết thương, nên làm gì có chuyện dễ dàng để người ta trộm mất được. Huống hồ tất cả những thứ khác trong dương của ngươi đều không bị ám mùi, chỉ dính lại trên mỗi bản nghiệm trạng. Nói đến đây, Tần Hoan mở nghiệm trạng ra, Bản nghiệm trạng này khoảng hơn chục trang giấy gai dầu được may lại với nhau tạo thành một quyển sách. Từ trang đầu tiên đến trang những trang gần đây nhất đều ghi chép về quá trình nghiệm thi của Tống Nhu. Tần Hoan nhíu mày. Vô lý, tuy rằng thuốc này mùi vị rất nồng thế nhưng cũng không phải để gần nhau là ám mùi ngay. Nhất định là người đó đã cầm nghiệm trạng trên tay rất lâu mới khiến cho mùi thuốc bị dính vào. Nếu như là một tiểu tặc thì không có lý gì lại không quan tâm đến túi bạc của ngươi. Thế nhưng vì sao hắn lại yêu thích không rời đối với bản nghiệm trạng này? Có lẽ mục tiêu của hắn vốn là bản nghiệm trạng này. Một giọng nói hùng tráng khiến người khác run sợ vang lên. Tần Hoan vừa quay đầu đã nhìn thấy Yến Trì đi vào từ ngoài cửa phủ, hắn đi đến rất nhanh, trên người vẫn mặc bộ đồ đen như trước đây. Hắn nhìn thoáng qua Tần Hoan rồi lại nhìn lướt sang bản nghiệm trạng trong tay nàng, sau đó ngay lập tức đi đến trước mặt nàng. Đám người Từ Hà Phục Linh và Lục Tủ đều vội vàng hành lễ, Tần Hoan cũng ghẽ nhún người. Yến chỉ dừng bước, hắn cầm lấy bản nghiệm trạng trong tay Tần Hoan rồi đưa lên mũi người người, sau đó ánh mắt hơi tối nhìn thoáng qua Tần Hoan rồi mới gật đầu. Đúng thật là cao kim ngọc nối xương, thuốc này một năm trước ta cũng đã dùng qua một lần rồi, vẫn còn nhớ rõ mùi vị này. Yến chỉ không hỏi vì sao Tần Hoan lại biết mùi vị của thuốc này bởi vì hắn thừa biết dù có đi hỏi thì tần hoan cũng có cả trăm câu trả lời kín kẽ không chê vào đâu được tần hoan cau mày nàng hiểu rất rõ về dược tính của thuốc này mặc dù thuốc này rất hiệu nghiệm nhưng thứ nhất là ngàn vàng khó kiếm thứ hai là không phải trọng thương thì không cần dùng đến hơn nữa trong đó có con rết vàng và tơ đìa vàng cả hai đều là độc vật muốn dùng thuốc này thì phải dùng kèm thêm cả thuốc khác nữa để trung hòa độc tính bởi vậy nên người dùng thuốc cũng cực kỳ đau đớn. Điều này cũng nói lên rằng một năm trước Yến Trì đã bị thương rất nặng, thậm chí còn bị thương đến tận gân cốt. Mặc dù trong lòng nàng hiểu rõ nhưng lại không hề nói ra ngoài miệng, cũng không hề hỏi vì sao Yến Trì lại đi đến từ bên ngoài phủ, nàng chỉ hỏi. Điện hạ cho rằng kẻ đó chỉ vì bản nghiệm trạng trong dương này. Yến Trì gật đầu. Ta mới chỉ nghe một nửa thôi, dương đồ này của ngươi là bị người ta lấy trộm. Từ Hà hơi sợ hãi khi nhìn Yến Trì, nghe thấy thế vội vàng gật đầu lia lia. Vâng vâng, dương đồ của tiểu nhân hôm đó là bị người ta ăn cắp ở ngoài chợ. Ngay lúc tiểu nhân hoang mang lo sợ thì gặp được cửu cô nương hào phóng tặng cho ngân lượng. Thế nhưng không ngờ đến ngay sáng nay tên tiểu tặc kia lại trả dương về cho tiểu nhân, chẳng những không hề trộm đi ngân lượng của tiểu nhân mà đồ đạc bên trong cũng không mất thứ gì cả. Yến chỉ nhíu mày. Là hôm nào? Từ hà chớp mắt chính là hôm mà cửu cô nương đến Nghĩa Trang cùng với chúng ta. Yến chỉ nheo mắt, tần hoan nghe thấy thế cũng bắt đầu suy nghĩ rồi đột nhiên hỏi. Người nói lần trước cũng bị trộm mất bao đựng nghiệm trạng, ngươi thử nhớ lại xem, lần đầu tiên ngươi bị mất đó là ngày nào. Từ hà trầm tư suy nghĩ, chẳng bao lâu sau ánh mắt hắn sáng lên. À, tiểu nhân nhớ ra rồi, chính là hôm đầu tiên chúng ta đến Nghĩa Trang. Ban đầu đúng là tiểu nhân đeo dương theo, Thế nhưng đến buổi chiều vẫn còn có rất nhiều công văn vẫn chưa sao chép xong cho nên tiểu nhân mới để nghiệm trạng cùng với công văn vào chung trong bao vải để mang về nhà. Ngay trên đường về thì bao vải đã bị lấy mất. Đó là bản nghiệm trạng đầu tiên, chỉ có hai trang giấy cho nên tiểu nhân vẫn chưa khâu lại thành sách. Cũng may mà trí nhớ tiểu nhân không tệ nên về nhà đã chép lại bổ sung rồi. Nói đến đây sắc mặt từ hà không được tự nhiên. Bởi vì sợ chi phủ đại nhân truy cứu cho nên tiểu nhân chưa từng bẩm báo chuyện này lên lúc ấy trong bao vải của tiểu nhân còn có mấy chục văn tiền nên chỉ nghĩ đấy là một tên tiểu tặc tầm thường từ hà trợn mắt ý của cửu cô nương hai lần lấy trộm này đều do cùng một tên tiểu tặc tần hoan liếc nhìn yến trì có lẽ do thấy được vẻ chắc chắn trong mắt yến trì cho nên nàng mới gật đầu cực kỳ có khả năng này lần đầu tiên do hắn nhìn thấy trong bao vải không có đồ gì quan trọng cho nên mới không trả lại đến lần thứ hai thì trong dương chính là dụng cụ mưu sinh của ngươi cho nên hắn mới mang đến trả chứng tỏ người này không phải là tiểu tặc chắc chắn là hắn đã biết thân phận ngỗ tác của ngươi nên mới cố ý lấy trộm bản nghiệm trạng nói xong tần hoan lại híp mắt hiện tại vụ án lớn nhất thành cẩm châu chính là án mạng của tống tiểu thư ngay cả dân chúng bình thường cũng biết ngày nào sai dịch nha môn cũng đi qua đi lại nghĩa trang là vì vụ án này cho nên hắn cũng không thể không biết được có thể nhận ra hắn chính là muốn nhắm vào án mạng của Tống Tiểu Thư, bởi vì muốn biết nội tình cho nên mới giả vờ làm tiểu tặc. Yến chỉ tiếp lời. Kim Ngọc nối xương có tác dụng nối xương nối gân cốt, một người bị thương ở xương cốt mà lại có tiền để đi mua thuốc này, lại còn chú ý đến án mạng của Tiểu Thư Tống ra, vậy thì người này có thể là ai? Nói xong Yến chỉ dùng ánh mắt suy xét mà liếc nhìn Từ Hà. Từ Hà nghiêm mặt sau đó trợn tròn mắt nói. Là ngụy gia đại công tử là ngụy gia đại công tử mà chi phủ đại nhân đã ra lệnh lùng bắt khắp thành. Yến chỉ thu hồi ánh mắt, tần hoan lại gật đầu. Có lẽ phải mời chi phủ đại nhân ra ngoài một lúc vậy. Trong lòng từ hà kích động không thôi, đến mức mà lồng ngực cũng phập phồng lên xuống. Được, xin cửu cô nương đợi tiểu nhân một lát. Nói xong thì bản thân cũng xoay người đi thẳng đến tiền viện. Tần Hoan nhìn Yến Trì, cuối cùng vẫn cất lời. Vết thương của Điện Hạ thế nào rồi? Yến chỉ nhìn chằm chằm vào tần hoan. Ngươi là đại phu đã nhận tiền khám bệnh của ta, câu này ngươi phải hỏi chính bản thân mình chứ. Tần hoan bị câu này của hắn làm cho á khẩu. Thế nhưng ngay lúc này Từ Hà đã dẫn Hoác Hoài Tín đi từ bên trong ra. Vẻ mặt Hoác Hoài Tín vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, vẫn còn đang chất vấn Từ Hà. Cái gì mà ngụy Gia Đại Công Tử xuất hiện? Ai cho ngươi nói năng bậy bạ như vậy? Từ Hà cười khổ. Đại nhân không tin tiểu nhân thì thôi, chẳng lẽ ngay cả cửu cô nương và điện hạ người cũng không tin sao? Đại nhân cứ hỏi cửu cô nương, tiểu nhân cũng không nói rõ hết được. Hoác hoài tín thấy tần hoan và yến chỉ đứng ở bên ngoài nên mới đổi sang bộ mặt tươi cười. Chỉ điện hạ, cửu cô nương, vừa rồi từ hà nói cụ thể là như thế nào? Ngụy gia đại công tử xuất hiện rồi sao? Tần hoan nhìn ngó xung quanh, lục tụ nhìn thấy thế tự hiểu ý mà đứng ra bên cạnh chờ. Lúc này Tần Hoan mới nhắc lại những lời ban nãy nói với Từ Hà khiến cho đôi mắt hóp hoài tín càng lúc càng trợn to. Đến lúc nàng nói xong thì đôi mắt vốn nhỏ hẹp của ông cũng đã trợn to tròn như quả chuông rồi. Nói như vậy, nói như vậy thì Ngụy Gia Đại Công Tử thật sự đã đến thành Cầm Châu rồi. Không chỉ có vào thành mà lại còn theo dõi Từ Hà để lấy đi bản nghiệm thi của Tống Tiểu Thư. Tần Hoan gật đầu. Tạm thời có thể suy đoán như vậy hai tay hoác hoài tín chụp mạnh vào nhau. Ha, đúng là chẳng tốn công sức chút nào. Không ngờ rằng chính hắn lại dâng mình đến cửa. Ta còn tưởng rằng hắn đã chạy mất rồi nên đang định đi sang cả những châu huyện khác dán cáo thị. Một khi đã như vậy thì muốn bắt hắn cũng dễ dàng hơn rồi. Chúng ta lại đến Nghĩa Trang lần nữa, dùng từ hà làm mồi nhử khiến hắn xuất hiện thì chẳng phải chuyện đã thành rồi sao? Suy cho cùng thì Hoác Hoài Tín cũng đã phá rất nhiều vụ án, Vừa nghe đã biết rõ điểm mấu chốt mà Ngụy gia đại công tử chú ý đến, cho nên cũng dễ dàng nghĩ ngay ra được phương pháp dụ hắn mắc mưu. Ban đầu Hoắc Hoài Tín vốn cho rằng để bắt được Ngụy gia đại công tử chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng trước mắt nhờ có Tần Hoan suy đoán ra được nhiều manh mối như thế từ mùi thuốc dính trên bàn nghiệm trạng, khiến cho ông cảm thấy chỉ cần không đến hai ngày là có thể phá được vụ án này rồi. Thật sự rất cảm tạ cửu cô nương. Chỉ nhờ vào mùi thuốc dính trên bản nghiệm trạng mà có thể giúp hoác mỗ tiết kiệm biết bao nhiêu công sức. Lần này, lần này hoác mỗ thật sự là cực kỳ cực kỳ cảm tạ cửu cô nương. Đợi sau khi vụ án này kết thúc thì đích thân hoác mỗ sẽ mở yến tiệc dành riêng cho cửu cô nương. Hoác hoài tín khom người cảm tạ, cong người gần như cúi dạp xuống đất, cũng coi như là cực kỳ chân thành. Tần hoan vội tránh sang một bên. Tần hoan không dám nhận, những điều này cũng chỉ là phỏng đoán của tần hoan mà thôi có thể thành công hay không vẫn còn phải dựa vào an bài sau này của chi phủ đại nhân. Hy vọng chi phủ đại nhân sớm ngày phá án. Hoác hoài tín lại liên tục nói cảm tạ, tần hoan phải cắt lời. Thái trưởng công chúa đang chờ, tần hoan không quấy giày chi phủ đại nhân thêm nữa, xin cáo lui trước. Nàng nói xong thì nhún nhún người rồi đi về hướng tiểu viện của thái trưởng công chúa. Yến chỉ cũng nói. Chi phủ đại nhân cứ bận việc đi. Thấy hai người bọn họ đều muốn đi rồi nên Hoác Hoài Tín lại ôm quyền nói lời cảm tạ thêm lần nữa, cực kỳ thoải mái nhìn bóng hai người rời đi. Đến lúc bọn họ đi khỏi rồi thì Hoác Hoài Tín tràn đầy phấn khởi mệnh lệnh cho Tư Hà. Đi, gọi tè bộ đầu đến đây, không cần phải thẩm vấn cái gì nữa, hiện tại chúng ta đến Nghĩa Trang luôn. Ta đoán là có lẽ ngụy Gia Đại Công Tử đang nhìn chằm chằm vào động tính của nha môn chúng ta rồi. Ra lệnh xong thì Tư Hà vội vàng tuân theo, rất nhanh sau đó hoác hoài tín dẫn theo nhân mã phủ nha vội vàng chạy đến nghĩa trang bên trong phủ tần hoan và yến trì từ từ đi đến viện của thái trưởng công chúa điền hạ có cảm thấy hơi kỳ quái không yến trì nghiêng đầu nhìn về phía tần hoan hôm nay tần hoan mặc bộ váy áo màu xanh khói nhìn từ góc độ của hắn sang thì vừa vặn có thể thấy được góc nghiêng hoàn mỹ của nàng kỳ quái chỗ nào yến chỉ hỏi xong thì ánh mắt vẫn dính chặt trên mặt tần hoan người ra đại công tử từ cách xa nghìn dặm đuổi đến đây chẳng lẽ chỉ vì giết tống nhu cho dù hắn hạ thủ chỉ vì tranh chấp hay hiểu nhầm nào đó thì tại sao hắn lại không hề che đậy hay đánh lạc hướng gì cả mà thậm chí còn cố tình đuổi theo đến tận đây nếu ta là hắn phạm tội xong nếu không đi đầu thú thì đương nhiên sẽ tìm cách để bản thân mình thoát tội bằng mọi giá phải tạo ra một chứng cứ ngoại phạm không có mặt ở hiện trường mới đúng Nói ra thì người của ta ở kinh thành ngoài đưa tin tức thì còn báo cáo cả những chuyện khác liên quan đến Ngụy phủ và vị đại công tử này. Ngày đó ta đã đưa cả thư báo cho tri phủ đại nhân xem, nhưng lúc đó căn bản vẫn chưa hoài nghi đến Ngụy đại công tử, nên có lẽ cũng không mở ra đọc. Yến Trì vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Hoan, nói xong câu này rồi mới khẽ rời mắt đi. Tần Hoan ngước nhìn, "Ồ, Điền Hà có thể nói ra không?" Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn